Con Zippo này rất nhiều cái hay, mời anh em cùng em Sam khám phá nó nha. Đầu tiên thì anh em xem cái chân của nó là rất là hay, nó có thể tháo rời được đó anh em. Nhưng mà em gắn cho vui thôi, anh em cũng không tháo để làm gì. Cái hay của con này đã nằm trên cái vỏ và trên cái chủ đề. Thì đây là CK Zippo Mỹ đời 2022 anh em ha. Thì đây, điểm đầu tiên, sau lưng của đây là cái chú Omani Banihum anh em. Và đây là Phật Buddha, tượng Phật Buddha. Trên đây, trên đầu nó cũng là chữ Omani Banihum. Và trước mặt là ông thần Garuda nha, Garuda anh. Và phần viền và những cái điểm nét nổi bật thì đều có phản quang. Đấy, em thấy không? Cái mắt và khi mở nắp ra, trong lỗi của ông Phật Garuda có phản quang luôn. Nó rất là độc đáo, những cái chi tiết phản quang nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ rất là hay. Thì hiện tại em đang có hai màu và hai phiên bản giới hạn, số rất là đẹp là số 02 và số 03, màu bạc và màu đồng cho anh em lựa. Số này, hàng này thì em cũng không có nhiều, vậy nên anh em thích thì anh em nhanh chóng sở hữu nha. Và con này thì được đựng trong cái hộp bằng gỗ này, nó nhìn nó cũng rất là sang trọng. Rồi, đó là những đặc điểm của con Zippo này. Anh em thích thì liên hệ với em Sam để sở hữu nha. Cảm ơn anh em đã xem clip và hẹn gặp lại anh em sau. Bye bye.